Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã bước sang tuần thứ 3 bị phong tỏa để phòng dịch COVID-19. Tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đang trở thành vấn đề nan giải. Nhiều tàu container của Hàn Quốc, tuyến Thượng Hải đang bị mắc kẹt tại thành phố này. Lưu thông hàng hóa đường bộ và đường sắt có liên quan tới tuyến đường biển Thượng Hải đều bị đứt gãy, khiến tình trạng tắc nghẽn hàng hóa càng trở nên nghiêm trọng. Việc tìm kiếm xe chở hàng tại Thượng Hải rất khó khăn, kể cả có thuê được xe thì cước vận chuyển cũng đắt gấp đôi, làm gia tăng gánh nặng chi phí, ước tính khoảng 30% trên tổng số lượng hàng hóa phải nằm tại cảng. Thiệt hại của các doanh nghiệp xuất khẩu sở tại cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay đối với các công ty nước ngoài là thiếu tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa đến và đi từ cảng Thượng Hải. Thời gian trì hoãn thường là khoảng 2 tuần, và đối với một số công ty, họ cảm thấy cần phải đóng cửa một số các dây chuyền sản xuất. Tình hình bây giờ giống như hố đen trong ngành giao vận vậy. Mọi lệnh hạn chế đều tác động đến tài xế xe tải. Họ không thể đi lại các tỉnh xung quanh để lấy hàng, và điều này càng làm cho hệ thống giao vận khó khăn hơn. Nhằm hỗ trợ hoạt động cung ứng nội địa, giới chức Thượng Hải đang nỗ lực để khắc phục những nút thắt trong kho vận logistics và giúp các nền tảng thương mại điện tử tăng cường năng lực sản xuất và vận chuyển. Đến nay, tổng cộng 42 kho hàng không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh của các nền tảng thương mại điện tử ở Thượng Hải đã hoạt động trở lại, với hơn 18.000 tài xế giao khoảng 1,8 triệu đơn hàng mỗi ngày. Hoa sen hôm ôi sao tuyệt thế, giải pháp toàn diện cho ngôi nhà chúng ta. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.